xin chào tất cả mọi người nha, và chào tất cả anh em. Hôm nay thì mình với cô bác lên trục lên ruộng để xịt mớt cái rô mọi người về để mình kiếm thức ăn để ăn qua mùa dịch nha. Giờ thì anh em sẽ đi, mình xin chúc mọi người ngày mới thật là thành công nha mọi người. Đây là cánh đồng ở quê mình nha. Đây nha quý vị, đây để đựng con nữa nha. Nè thế cá quá bự anh em à, cá rô quá ngon luôn, trứng không luôn. Dành dành đó, càng lên cạn càng có. Mưa là nó rút xuống lại. Đây cái sạc, con cái sạc đây nè. Rồi cái sạc đây nè. Đó. Đây. Hay ghê mọi người, mình canh nãy giờ đó mọi người. Chạy xuống liền không? Hay thiệt á. Quá hay. Mình biết thế nào nó cũng xuống lại mọi người. Nó lên từ đâu xuống từ đó. Đi mình chặn liền không? Mới lên mà, sáng nay mới lên mà. Ê, ngớp cái này nè. Ngớp kìa, ngớp chạy kìa. Nó. Ồ, hai con sắt. Con lóc con tiêu không trời. Đây, cái lóc con nằm. Nó xuống rồi, nó theo mưa nó xuống liền rồi. Cái lóc con nằm ở đẳng rồi, chứ không có lên này nổ nữa. Đây, con luôn. Đây. Wow, có gì mọi người ơi. Đây, con nó sắt nha. Rồi, cái gồ này, lát vô, gồ già luôn đó. Đấy. Đây, cá rô lên ruộng nha mấy anh mấy chị và mấy cô mấy chú. Biết làm món gì ăn đây. Thôi vậy nha. Hãy liền lát mình đảo lại, cá cũng lên lại à. Bị xịp lên cho mày quá ha. Lên, đường nào cũng lên nhé. Bạn cá lên đồng nó ăn mà. Ơi. Xếp đi. Đây con rồi. Đây. Đây con một con cá rô giả. Nhớ xem và đăng ký ủng hộ kênh anh em mình có động lực để đi video tiếp theo nha. Có đường mương nè. Chạy rồi. Tía đầu nghe. Cái gân ruộng mạnh lắm. Mưa lâu hay là trước kia luôn á. Ừ. Mới mưa đây tận rồi. Mình thấy em mình xét cái này em không ạ.
trên nó có cái đường nước nữa gì. Em sẽ ăn một mớ, còn một mớ sẽ rộng nữa nha. Rộng luôn mọi người, ăn dễ gì hết, nhiều lắm. Hôm nay thì hai anh em sẽ kho tiêu nha, kho tiêu ăn với cơm nóng nha mọi người. Anh em mình sẽ 5 con này nha các bạn. Và mình sẽ kho tiêu nha. Kho tiêu nha. Quỷ quá ngon. Cho nó thử mùi bạn. Rồi chút xíu mình mới cho nước mắm vào. Nào mới gần khô nước trong cái mình cho nước mắm vào, cái nó mới mềm lại nha các bạn. Với một miếng nước cơm nó mới có nhựa. Vitamin. Cái trứng ghê lắm rồi mọi người. Trứng nhiều lắm luôn á. Làm miếng nước cơm mà. Cho thêm miếng nước mắm nha mọi người. Đó. Hay mặn nha. Cái tiêu hay mặn. Nó ngon. Với cô Lép nó để một mớ nước cơm vo vô mọi người. Cho nó kẹo kẹo á. Để miếng tiêu vô mình dắt xuống. Giờ thì mình với Lép sẽ nướng bắp chuối nha mọi người. Đây. Đó. À, cụ Lép nó sẽ quay lại các bạn. Rồi nó chín đúng chiều nha. Rồi một chút xíu nó chín thì mình với Lép sẽ lấy ra mọi người. Lấy ra mình ấy cái phần bề ở bên trong. Rồi hai anh em sẽ ăn cơm nha. Cái này là chấm chấm ngon. Hồi vui. Cực kỳ luôn nha mọi người. Có thơm thơm ta. Ừ. Rồi. Vô. Nó chín rồi bạn, cái cuốn nó mềm đúng không? Nó văng luôn. Ừ. Văng luôn, mềm quá mềm rồi, tưởng đâu nó còn dai hả? Ừ. À. Anh em ăn với các khô tiêu nha mọi người. Lép làm rất là bài bản luôn mọi người. Thì mình với cô Lép đã nấu xong hết mọi người. Giờ anh em sẽ ngồi ăn cơm nha. Thì mình mời tất cả mọi người và những anh em yêu quý anh em mình đó ăn chuối nướng nha. Đây còn một khối mọi người. Chuối nướng. Dưới cá kho tiêu nha mọi người. Đây. Đó. Thì mọi người xem video á, nhớ click vào quảng cáo chứ. Để anh em kiếm một số tiền nho nhỏ các bạn để đổ xăng đi làm những video á. Thì mình cũng chân thành cảm ơn tất cả anh em thật là nhiều nha, thời gian qua nha. Thôi giờ anh em sẽ ăn cơm mọi người.
mình sẽ mời mọi người nha. Cái trứng mọi người, trứng con cá rô. Rồi tất cả mọi người nha. Trứng không ngon thì mọi người. Đây và bắp chuối nướng mọi người. Đó. Đây là lần đầu mình ăn luôn. Đó. Lần đầu mình chấm xuống với cá kho nè. Đây mời tất cả các bạn nha. Chuối thì nó mềm mềm đúng không ạ? Mà nó hơi chát chát. Chấm với cá kho thì nó chung là nó rất là hòa quyện luôn. Thôi giờ mình lép sáng ăn nghe mọi người. Sói à, để mũi. Rồi thì mình với cô Lép đã nướng chuối chín rồi nha mọi người. Cơm thì cũng đã chín rồi luôn. Đó, giờ anh em sẽ ăn cơm nha. Thì mình kêu cha mẹ mình mọi người thì không có ai chịu xuống ăn chung chứ. Như ăn cơm rồi á. Mình với cô Lép thì ăn cơm chảy. Đây. Rồi, chào mọi người. Nhớ xem kênh và ủng hộ anh em mình nha. Các bạn và anh chị và cô chú rồi đó. Có sơ suất gì đó thì bỏ qua cho anh em của tụi em. Đây. Đây. Chuối nướng mình phải gói gì? Mình chấm ăn mới ngon nha quý vị. Chuối. Chấm cá kho, chuối nướng chấm cá kho nha các bạn. Quá ngon, quá ngon. Quá đã luôn mọi người. Này là trái chuối non vậy. Mời tất cả mọi người và anh em và cô bác. Mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả mọi người. Quá ngon anh à. Quá đá mọi người. Thật sự rất là ngon luôn nha. Quá ngon mọi người. Ngon nhất luôn nè mọi người. Cầm quẹt được là ngon. Ôi, tuyệt vời. Em mời tất cả mọi người nha. Mời cả. Nó ngọt không mọi người? Nó chắc ít hơn cái da ngoài này nha mọi người. Nó giòn, nó mềm. Rất ngon mọi người. Cực kỳ tuyệt. Đây là cái món của cô Lép thường hay ăn ở trong đồng mọi người. Nhưng hôm nay mình được ăn, đầu tiên mình ăn, mình cảm thấy rất là ngon. Trứng mọi người. Còn những anh em nào mà không ăn cá kho hay là gì đó hay là đâm chén muối tiêu chanh, muối ớt chanh chấm ăn rất là ngon nha quý vị. Chuối luộc, chuối nướng, chấm muối tiêu chanh ăn còn muối được, muối chanh ăn còn ngon nữa. Đó. Cực kỳ nhất là ba cái trái này, rất là ngon. Cực kỳ
trên ở ở nhà không ạ? Này là... cháu là bắp chuối xiêm nghe không chị? Hay là bắp chuối chuối cao ạ? À? Nói chung là chuối cao thì mọi người không ăn được mà nó bắn lắm. Chỉ là bắp chuối xiêm thôi. Chỉ là bắp chuối xác với rồi chuối xiêm mình á. Mấy ăn được nha mọi người. Bắp chuối hộp cũng được nữa. Bắp chuối hộp còn ngon nữa. Thì mấy anh em lên ruộng á mọi người săn được gì là về mà ăn liền mấy không chứ không có để qua ngày đâu mọi người. Thì nói chung thức ăn ở quê thì mấy anh em tự kiếm mọi người chứ ít có ra chợ mua. Ngon mọi người. Thì video cậu gắn mối của anh em mình á được mọi người ủng hộ rất là nhiều á. Thì mọi người có thắc mắc cái mồi câu hay cái gì mọi người có gì comment thì mấy anh em mình sẽ trả lời nha. Trong mấy này mình không giấu gì, tất cả mọi người biết là sẽ chia sẻ hết cho các bạn cùng xem và biết luôn. Tại mình có mớ lương thực như ví dụ như quê của mọi người có cắn mối á thì các bạn sẽ câu và mình sẽ làm ăn các bạn. Thì mình mấy anh em mình không bao giờ giấu nha các bạn. Mình sẵn đây Vét sẽ chia sẻ với các bạn luôn mồi câu cắn mối như thế nào, mình cây cần câu như thế nào luôn nha mọi người. Mồi câu bằng gì đó? Con thằng làng mình á, bắt thằng làng mình cột lại, cắt bỏ cái đuôi đi, nhấc hai, ngắt hai cái giò trước giò sau cho nó cột lại, rồi cái cột con dây thôi, cột con dây vô ngay chân cô ếch, có cái giò trước nó đó, cột lên ngay cô ếch thôi, rồi anh em mình cầm cái cần cái mình nhấp 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 là nó ăn nó không có nhảy các bạn, chỉ con thằng làng mình thôi. Rồi giờ thì anh em ăn chén thử thể thôi mọi người, bây giờ ăn mấy giờ cũng nhiều, tại đây. Cái nồi cơm các bạn biết rồi đó, cơm, tới đây nè. Mà hai anh em ăn còn nhiều lắm. Rồi giờ thì mình với lát cũng nói chung tạm kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người xin chào. Chào hẹn lại mọi người nha. Bye bye.